2023 mà đi xe buýt chỉ có 3.800 cây số đó anh chị. Đây đến chính là một chiếc mẫu 7 chỗ rộng rãi đầy đủ tiện nghi và có thể nói là sang trọng bậc nhất phân khúc hiện nay luôn. Mazda CX-8 anh chị nha, 2023, lăn bánh có 3.800 cây. Nước sơn màu đỏ và nước sơn của xe này đang còn nguyên zin 100% luôn, chưa có sơn giọng gì luôn anh chị nhé. Và vâng, xin chào tất cả các anh chị mình đang xem kênh Cua Quệ Auto Sài Gòn, chuyên mua bán trao đổi xe ô tô đã qua sử dụng. Thì anh chị em chuyên kinh doanh các dòng xe ô tô đã qua sử dụng anh chị ha, tất cả các thương hiệu nè, Mazda, Toyota, Kia, Hyundai, Mitsubishi, Suzuki, xe bán tải nè, xe 16 chỗ á, City nè, Land Cruiser, BMW, Lexus, em vẫn giao dịch bình thường anh chị nha. Xe 16 chỗ bên em vẫn có mua bán luôn, mua bán xe, thu mua xe tận nơi trên tinh thần là thiện chí luôn anh chị, giao dịch tận nơi nha, không kỳ kèo giá cả, xe chỉ cần không lỗi, không ngập nước, pháp lý chuẩn là bên em mua xem xe xuống tiền luôn 100% luôn cho anh chị. Và xe nào mà đang còn dướng giải chấp của ngân hàng, bên em sẽ bảo lãnh giải chấp những xe đó luôn để lấy cà vẹt xe ra ha. Và bên cạnh đó thì định danh biển số thì bên em cũng sẽ làm luôn cho anh chị. Anh chị mình không có mất thời gian nhiều khi mình bán xe qua cho bên em, mình cứ thu lại số tiền đúng như thỏa thuận và tất cả những giấy tờ thủ tục liên quan còn lại bên em sẽ làm cho anh chị hết nha. Với số hotline định giá xe cũ miễn phí của em là 0937 00 3355. Rất là mong nhận được sự ủng hộ của anh chị khi mình có nhu cầu mua bán trao đổi xe ô tô đã qua sử dụng anh chị nhé. Và không làm mất thời gian thêm của anh chị nữa, chiếc Mazda CX-8 2023 phiên bản premium này đi 3.800 cây, điển thành phố, một chủ sử dụng từ đầu, em đang chào bán với giá là 990 triệu anh chị nhé, 990 triệu. Xe sẽ còn bảo hành 9 ngày cho anh chị là 3 năm, không giới hạn số km bán ra nên em có cam kết xe không lâm đụng, không tai nạn nặng ảnh hưởng tới khung gầm, động cơ, máy móc nha. Hồ sơ pháp lý chuẩn, đủ điều kiện chị mua bán và sang tên. Đang chào bán với giá là 990 triệu và giá này sẽ còn thương lượng khi anh chị mình liên hệ trực tiếp với em hoặc mình đến cửa hàng xem xe tại địa chỉ số 54 Lưu Định của phường An Khánh, quận 2. Qua gặp em Quệ anh chị nha để có cơ hội đón tiếp và hỗ trợ anh chị một mức giá tốt nhất có thể anh chị nhé. Và bây giờ mời anh chị vào thông tin chi tiết của mẫu xe 8 này anh chị nha. Em xin mời CX-8 anh chị ha. 2023, mẫu mới luôn, xe lăn bánh có 3.800 cây thôi. Nước sơn màu đỏ, nước sơn này xung quanh xe là còn nguyên zin luôn anh chị, chưa có sơn dặm hay gì hết luôn nha. Này, cụm đèn pha này anh chị xem nè, rất là đẹp, bóng bẩy luôn. Mặt ga lăng ở phía trước này gần như không có bị trầy xước gì hết nè. Anh chị, logo thiết kế 3D và đây là mắt cam trong bộ cam 360 độ anh chị. Đi cùng với đó là hệ thống 8 cảm biến nha, 4 cảm biến gốc ở phía trước và 4 cảm biến gốc ở phía sau. Song song đó thì đây là phiên bản premium cao cấp nên xe cũng sẽ được trang bị cái gói an toàn ASTSEN, có cảnh báo va chạm nè, cảnh báo lệch làn đường đó, đầy đủ hết luôn, phanh tự động có hết anh chị ha. Dàn vỏ đây anh chị xem nè, về cui luôn nha, về cui luôn nè anh chị. Mâm thì gần như là không có bị trầy xước gì hết. Đi rất là ít. 3.800 cây thôi anh chị. Xe thì phim cách nhiệt có dán sẵn hết cho anh chị rồi nè, cảm biến mở cửa có ha, bệ bước chân cũng có sẵn hết luôn rồi. Phơm dán của CX-8 thì anh chị cũng thấy rồi ha, nhìn rất là đẹp và bề thế luôn. Nội thất ở trong thì ngồi rộng rãi lắm, tí nữa em vào trong em mở ra cho anh chị xem ha. Đây là phiên bản premium cao cấp mà, nên phía sau xe sẽ có là camera da, trong bộ camera 360 độ xung quanh xe nè, 4 cảm biến ở phía sau đó. Đi cùng với đó đây là có cúp điện anh chị. Và cốp phía sau khi mà anh chị mình lên hết luôn 7 ghế thì cốp ở phía sau nó sẽ vào mức là vừa phải anh chị nha, nó sẽ không có được rộng hoàn toàn. Tuy nhiên nếu mà anh chị mình đi ít người thì mình hạ cái ghế này xuống luôn thì cốp sau rất là rộng anh chị. Đây, bánh sơ cua dự phòng ở phía dưới này vẫn còn nguyên anh chị nha, sơ cua này là chưa chạm đất luôn, chỉ còn đầy đủ. Em quay thêm cái khung gầm anh chị. Nhà đây khung gầm của chiếc xe 8 này anh chị ha, bản premium này, gầm chuẩn chỉnh anh chị, không có bị va đập gãy sét hay là cứng nha. Xe bên em bán ra nha đều có cam kết anh chị là xe không tai nạn, không đâm đụng, ảnh hưởng tới khung gầm, động cơ và kết cấu của xe pháp lý chuẩn, đủ điều kiện anh chị mình mua bán và sang tên hết nha. Nội thất ở bên trong này anh chị rất là đẹp nha, ghế da nắp ba, chất liệu ghế da này rất là cao cấp rồi. Tắp bi cửa cũng bọc da nè, có ốp gỗ mẹ cần rơm ha, có thêm cái rèm che nắng không, xe ở phía sau. CX-8 mình đều có nha, thậm bản luxury cũng có luôn. Điều hòa 3 vùng độc lập, có cửa gió điều hòa, trang ghế ở phía sau anh chị. Ở đây thì có thêm cái cửa sổ trời xanh rất chỉnh điện ha, rất là đẹp. Tắp đi cửa nè, còn mới nguyên anh chị, loa là hệ thống loa của Bose nha, âm thanh này rất là sống động và chân thật.
Đây là hệ thống TCS nè, cân bằng điện tử Anstop thông minh, wheel của K360, cảm biến da, và song song đó thì xe này cũng trang bị có an toàn ActiSense. Đây là radar nè anh chị, radar ha. Thì với cái radar này mình có là cảnh báo va chạm này, cảnh báo lệch đèn đường, hỗ trợ phương tiện cắt ngang đó anh chị, nó đầy đủ hơn. Ghế lái mình chỉnh điện có nhớ hai vị trí, ghế phụ cũng chỉnh điện luôn nhưng ghế phụ không có nhớ vị trí anh chị nha. Ga tự động cruise control này, điều hòa ba vùng độc lập á, hộp số tự động, chế độ light sport này, phanh tay điện tử có đầy đủ hết cho anh chị, auto hold. Đi cùng với đó là hệ thống âm thanh loa là của Bose. Những chi tiết ở trong xe này gần như còn mới nguyên anh chị, đi rất là ít nè. Trần xe có chữ của trời xanh rất chỉnh điện. Đi có 3.800 cây số, xe này 2023 anh chị. Rồi bây giờ em mời anh chị mình đến với lại khoang máy của xe anh chị nha. Cận cảnh anh chị khoang máy của chiếc Mazda CX-8 2023 phiên bản premium anh chị ha. Xe ở đây thì trang bị mình động cơ là 2.5. Đấy, khoang máy này em cận cảnh. Đai ốc keo chỉ, tất cả đây là nguyên zin hết anh chị nha. Cabo này, ốc chưa ra một con nào hết luôn. Xe 2023 nên anh chị mình còn bảo hành chính hãng đến năm 2026, không giới hạn số km anh chị đối với chiếc Mercedes 8 này anh chị nha. Keo chỉ ở đây liền vàng hết anh chị nhé. Dạ, và em xin phép được nhắc lại thông tin của chiếc Mazda CX-8 này anh chị ha. Đây là chiếc Mazda CX-8 2023 phiên bản premium cao cấp. Xe thì lăn bánh 3.800 cây, biển thành phố, một chủ sử dụng từ đầu, sơn zin 100% luôn anh chị. Hiện tại em chào bán với giá là 990 triệu nha. 990 triệu và giá này sẽ còn thương lượng khi anh chị mình liên hệ trực tiếp với em qua số 0937003355 hoặc mình đến cửa hàng xem xe ở 54 Lương Định của phường An Khánh, quận 2. Và nhớ là gặp em gọi anh chị nha, để em có cơ hội được hỗ trợ và đón tiếp anh chị mình mức giá tốt nhất có thể anh chị nhé. Thì song song đó thì em còn một chiếc cũng là 2023 này, đây là phiên bản Luxury, xe đi là 7.000 cây, em đang bán có 895 triệu anh chị nha. Chiếc này thì 895 triệu bản Luxury. Thì so với phiên bản Premium thì khác biệt có thể nhiều nhất đó chính là hệ thống an toàn ActiSense và cam 360 thì xe này không có. Nên giá bán thì chỉ 895 triệu anh chị nha. Rồi anh chị mình yêu thích mẫu nào cứ liên hệ trực tiếp với em anh chị nha. Em xin phép kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại anh chị ở những video kế tiếp, những mẫu xe kế tiếp anh chị nhé. Em xin chào.